cái bên đằng hai ba trên đà khăn cào đấy, à trên đà và xoay xuyên cha. Bạn rập trăm trình tâm đỏ đấy, rồi mình giặt bạn trình lại khăn rào đấy. À, cái bọn đang nghe còn bớt tiếp bớt xe đang nghe thổi hòa xoay xin chào mừng bạn. Đang nghe thổi hòa xoay xin chào mừng đang bạn. À, chụp cái sao bốn. À, chụp lại mà. À, cái mày nhặt cái bít rồi. À, cái bọn đang nghe. Cái bọn đang hay chặt đàm đang hay tổ hòa xoay xin chào mừng. Ồ, fan fan hả cả ồ là fan phải bảo ấy ổn. Ok trời ơi lại nữa đang hay tổ hòa xoay xin chào mừng đang nâng tổ hòa xoay xin thay rồi hòa xoay xin chả chuyện đó khó khăn cả nó đòi ấy đúng không nè. Nè, nó chưa bồn tung. Bồn tung hấp xí ăn. Bồn tung thách nào không bồn. Hấp bài mà năng. Bắn xa cho thử một cây tình hình này. Thôi. 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 Đỡ bé bị nghe tại mà bị nghe đó mày nó bị đúng người mạnh nghe đây bị nghe này anh hút mẹ đấy anh đang chặn mẹ nghe buồn lóc buồn lóc buồn lóc đây quay thì khó chứ giảm mình quay tùm nước quay đâu tôi mất lóc ai có lóc dạ cô các bạn đây là lóc lại là lóc đây các bạn lóc phù hồ lóc có phù hồ không em em có phù hồ không à. Hôm nay Lộc với Tùng sẽ Lộc với Tùng phạt support thọc đấy các bạn. Nè, phạt support thọc nè, hai người phạt support thọc. Nhưng mà các anh em kia không có phạt support thọc đâu. Chiếc cặp lô bông thức ốp, ốp cả đó, chiếc lôn đấy. Không chiếc lôn đấy, dọc từng thức, chênh bình dân. Giúp đồn tao trăm niệm nha. Giải đồ lâu anh chị hẳn tính. Hãy đồng bây giờ chúng tôi phụ tóc nâng lên nha bình phép á. Từng cướp phụ tóc lên bình phép. Hãy đồng với đồng bà con. Mấy chị dạ mà tập trung hồ điệp địa chua mà. À, một bình chuối. Điệp địa chua hả? Thank you.
bọn đồng hai bàn chân đá khăn cào đấy. À chân đá và xoay xuân chắc. Mẹ vậy thấy lạ nè. Có không hiểu mày. Mấy kiểu ơi. Chắc
lăng hạt đang lăng hạt đang ai vào bên Phnom Penh nói là con lăng hạt ai vào bên cả ai vào tất cả tất cả tham gia chủ nọ là bên ngoài hai mọi người mình cho đại sống nhà là những cái như chiếc băng công băng công khát khát xưa mô tô ấy phải xem á không kia cái gì đâu không bây giờ tôi đang cầm khi mà tỏ một tỏ phải một tỏ một tỏ này mà ai ai dù anh ai dù tây ứng ai dù ai dọc ta nó chỉ là quán tha ba giờ tôi bỏ tặng ra có tặng nó giờ là khăn lịch là khăn lịch giờ là một tỏ phô thiết đó ai có muốn gì luôn cảm thấy đảo anh đi cảm thấy bao nhiêu bao nhiêu phiêu lên như đảo à cái bọn đàn em à bạn có tiền bao nhiêu bạn đàn em đòi chùa hoạt với xin trả hay hay bao buồn cầm đồ bám chế giảm nhạc xoa thì chấp hết lết lết chất kiêng đàn em tàu hoạt soi xin thay với đàn em tàu biểu hoạt nơi chưa bé an mập bé an vlog thế ngay đi khi nhầm mặt bài học sẽ giảm mấy ở cồn bờ khi nhầm học là ở bờ cồn bờ khi nhầm học sẽ giảm nên nhầm quân làm ăn sen liền tô lịch đây là anh thợ chụp hình rất là chuyên nghiệp, thợ chụp hình hot nhất năm nha các bạn. Và anh biên Khmer TV đang chụp hình cho các cô gái Khmer tại chùa Sư Sim cũ nha. Các bạn thấy không? Anh biên Khmer là ông rất là thích chụp hình những cô gái Khmer các bạn. Tại vì mình ước mơ sau này mình sẽ có tiền, mình xâm một cái mai, cái nông hoặc cái gì đó này mình chụp hình. Mình rất là đam mê mà mình không có tiền đầu tư nha các bạn. Em mua số gì nhiều nha? Dạ, mình có mua bên đây một hai tờ luôn. Bên đây mua số gì vậy? Nhìn năng xa nên mua số nha các bạn. Rồi.